Nay dẫn bà con đi tham quan vườn dừa của anh Thanh ở Châu Thành, Đồng Tháp nha. Sẽ non ha anh. Nè, dừa thấy trái ghê không bà con ơi. Dừa, dừa, dừa siêu trái, dừa Mã Lai đó. Mã Lai này, Mã Lai gì anh? Mã Lai bầu. Mã Lai bầu. Hôm nay dẫn bà con đi đi xuống vườn của anh Thanh cắt dừa nha. Đúng bị đúng không? Đó kìa trái không? Thấy lên đi Sơn ơi. Tại vì mình cắt còn có con clip này nữa xong rồi. Hello mọi người. Yeah, một buồng nè, buồng hai trái ghê không, hai chục hai mấy trái gì luôn trời, ham cực kỳ ha. Rồi không cắt không thể xuống sông rồi thì bên đó qua đẩy xe qua không được ha. Không bẩn là ông đẩy mưa cái ông bùa ra lại trước cái bùa này, cái bùa ra trước. Hello mọi người, đã đến với channel của anh Tư Lai. Nè, Sơn nè, Sơn Nguyễn nè, Sơn Nguyễn đang đẩy xe hái dừa nè. Từ từ thôi, để lúng. Ham chưa? Hết thế ham không? Cây này là 30 tháng đó ha anh? Rồi khoảng 30 tháng. Trên 30 tháng. Sơn đang ngồi trốn nắng đây. Quá khứ buồn dừa luôn. Chặt cái tạo luôn. Cái tàu để đằng dưỡng phải không? Cái tàu đó hư rồi. Đó. Để xuống mương luôn đó. Nè, zoom lên nè, hết biết cái dừa trái chưa? Nè. Đó, thảy xuống sông đằng vớt nè. Đùng. Buồn này bự hết lóc mà chưa già ha. Ừ, buồn đó chưa già. Coi buồn này có già không, trái no nóc hết trơn rồi nè. Con người bú đi hút mặt quá trời. Đem bên hai bên giò hai túi mặt luôn kìa. Thấy thấy xuống hầm đi xe, thấy hầm buồn đó đi. Hai túi mặt hai bên giò ông là anh Tư. Hai túi mặt hai bên hả? Ở đây mà có thùng ong á, mình nuôi á. À đúng rồi. Nó lấy mặt nhiều rồi. Mực dừa dữ lắm ha. Không có thùng ong. Rút mấy tàu khô hết luôn. Đây tàu khô nữa. Hết luôn rồi phải không? Còn đang buồn nữa Sơn ơi. Còn đang buồn nữa. Đâu? Buồn bự nè. Buồn đâu? Buồn này lớn lắm anh xách không nổi luôn. Trời xong phải luôn anh đẩy luôn nha, đừng hồi mà thoát rồi nha. Đang bè dừa ra nè.
quá nhiều rồi, xách không nổi luôn. Quá trời luôn rồi, cái này phải nãy lấy cọng dây bè cột mỗi cái bè cái kéo ra. Không cột mở. Đây như vậy chứ phải mình đẩy chiếc tấc gắn nhỏ vô đây nè. Chất lên. Cực hơn này nó. Cực hơn hả? Lên xuống cực. Trời ơi, đẩy xe được á, mình đẩy xe rồi giờ nó cực. Vô đây trong đây nè, hơi lúng nè. Quá trời thấy ham không bà con? Hết thấy cái không? Ông đó ông kêu gì hoài trời? Ảnh trả vừa rồi, ảnh mệt rồi, ảnh kêu tùm lum tới la. Vậy hả? Mệt rồi kêu hoài hả? Ông đang làm clip rồi, kêu làm sụp bá giờ khán giả là đang... Trời 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 trời. Rồi, quay lên đi. Xe đi! Sao nó yếu quá rồi. Chân vừa nó chặt vừa lép mà cũng quay nữa. Dân này không chuyên nghiệp rồi. Dân này không chuyên nghiệp rồi. Nè, một đống dừa thứ già luôn, lát nữa về nhà đếm coi mấy ngàn trái. Được mấy xe rồi. Đủ mấy ngàn trái nè. Hai ngàn chưa? Quay lên nhìn mặt em Sơn nè, em Sơn bữa nay đi bẻ dừa nè, hết thế chưa? Đẹp trai ha. Đẹp trai quá. Em Sơn mình chặt dừa nè. Cũng thành thạo quá vậy đó, chặt tới gáo luôn không? Dừa này em chặt xít ngoài. Mềm dưới ta. Lại vô gáo chứ rồi. Tại vì dừa này vỏ mỏng lắm. Chặt xíu là vô gáo, đổ hết nước rồi. Đổ hết nước luôn rồi, lấy gì uống? Qua YouTube nói kỳ vậy. Nói thiệt chứ, chia sẻ cho bà con coi thật tình luôn nè. Tự nó gáo nó sâu. Em uống một cái cho nó ngon cỡ nào đây bà con ơi. Chặt mỏng rồi. Ủa YouTube nó làm như là YouTuber đó là. Ừ. Tư Lê mà. Tư Lê đó, có YouTube là Tư Lê đó. Trời ơi, gáo. Thế không chặt xíu vô nhóc à, đầy vô cái sâu gáo rồi. Quá ngon. Quá ngon ha. Rồi Sơn uống kìa. Chủ nhà không uống chạy. Uống dừa ngán rồi anh ơi. Rồi các bạn uống dừa nha. Rồi mà các bạn uống dừa nè. Anh tên gì anh? Anh Tèo hả? Anh Tèo. Anh Tèo. Rồi, anh Tèo ở Châu Thành, Đồng Tháp. Còn này em Sơn này ở Long An. Đảo quá mọi người ơi. Đảo quá mọi người ơi. Cũng quá ngon. Dạ ông nội. Nay dẫn bà con đi tham quan vườn dừa của anh Thanh ở Châu Thành, Đồng Tháp nha. Mạnh lên. Chữ không. Rồi, nói tới chút nữa đi anh ơi. Rồi, tiếp đi. Trời ơi, ăn ở giống người dân không, thấy không nhào vô. Hồi nãy có mấy trái lẻ đâu, anh thấy ở đây đây hả? Ba trái đang mà. Hai trái hả? Rồi. Nè bà con xem vừa thấy ham không? Thì nào bà con có... Bà con có trồng thì bà con liên hệ với đại lý Lê Thanh ở Châu Thành, Đồng Tháp nha. Anh có bán dừa giống luôn. Hai xe nữa anh Thanh ơi. Hai xe nữa. Kéo ra đi. Hết biết chưa, vườn dừa dữ tợn không? Nãy giờ mình đi cắt vô nhiêu nè bà con ơi. Sao làm gì đó? Làm gì ngồi đấy? Có dừa. Đây là anh chủ vườn dừa nè. Quen chủ vườn dừa cái. Ở đây là vườn dừa của anh Lê Thanh ở Châu Thành. Đây, quay cái bảng có số điện thoại của ảnh bán dừa luôn nè, bán dừa giống nè nha bà con. Nếu bà con có liên hệ thì liên hệ qua số điện thoại của ảnh. Ở đây anh bán vật tư nông nghiệp luôn. Này khoảng bao nhiêu trái anh? Nói cho bà con biết anh. Tổng là khoảng 3.000 trái. 3.000 trái hả?
bình quân khoảng nhiêu tiền? Dạ 2 mấy triệu rồi. Đó, bẻ hồi sáng giờ nè. Sáng giờ mình đi bẻ về được nhiêu nè bà con? Mình bẻ được sáng giờ khoảng nhiêu cây ha anh? Khoảng 400 cây. 400 cây. Đó, bà con thấy ham không? Ừ. Okay. Này là chuyến này là nửa tháng không? Nửa tháng không? Nửa tháng bẻ 1 lần không? 20 ngày. 20 ngày à? 20 ngày bẻ 1 lần nè bà con. 400 cây bẻ đống dừa này nè, 3.000 trái. Thầu không? Mình là gần 500 cây rồi, mình chưa trái điều hết. Yeah. Có những cây mà nó chết mình thế lại. Rồi mình chỉ mới thu hoạch được khoảng 400 cây. 400 cây. Rồi thôi vậy.